Thế có lẽ mình hôm nay mình bắt đầu luôn nha. Ok. Giờ nó cũng hơi trễ mặc dù là cũng ít người. Thì tinh thần là ai đăng ký báo cáo thì báo cáo, mà không ai đăng ký thì người tổ chức phải báo cáo. Thì, mình muốn quay lại cái bài về Matrix Minh trung bình ma trận. Thì trong đấy đọc mấy bài của ông Bát và một số bài của những người khác thì nó có phát sinh ra cái chuyện là khi mà mình thay đổi cái distance function thì ở đó một số cấu trúc hình học nó cũng sẽ thay đổi, và một những cái quan trọng trong trong cái đào tạo Riemann ứng với những cái metric mới đó, đó là cái geodesic curves. Thì mình mới tập trung lại mấy bài rồi xem thử coi nó ra làm sao. Hôm nay mình sẽ giới thiệu khoảng tầm ba bốn cái distance, và ở phần cuối báo cáo mình sẽ đưa ra một số câu hỏi mở. Mình hy vọng là các bạn sinh viên hoặc là mấy anh em mà ai mà thích thì có thể tham gia làm thử. Thì cái này mình soạn crazy, mình lười soạn tết quá nên là nó xin nhảy một hồi, mấy anh em có trong mặt thì nói nha. Mình sẽ nói về ba mấy bài báo của Bhatia. Bài thứ nhất đó là bài Riemannian Geometry and Matrix Geometric Means. Bài này ông viết với Holmbrook năm 2006, và có lẽ đây là một trong những cái bài mà cụ thể hóa cái ý tưởng từ học vi vân, tức là dùng mấy cái ông viết ra mấy cái geodesic curve như nào, viết ra ma trận trung bình nhân của hai ma trận nó ra sao, kể từ cái bài rất là lâu từ năm 75-76 của mấy người làm bên vật lý ấy, khi mà người ta giải được phương trình Riccati. Thì mình sẽ nói ý tưởng chung của cái bài này như thế nào, rồi sau đó sẽ chuyển qua một cái bài khác của Sivisra. Cậu này là làm machine learning bên MIT, nói chung là khá là mạnh. Và nó làm cũng có một phần lớn làm bên matrix optimization. Nói chung là rất là nhiều thứ, và trong cái bài này cậu giới thiệu cái S divergence. Thật ra cái này nó không có gì mới cả, nó là cái state distance trong quantum information theory, nhưng mà cái trong bài này là cậu chứng minh cái square root của cái state distance, state distance nó là metric. Và từ đó nó mới cộng với cái positive definite matrices nó tạo lên một cái Riemannian manifold, và cũng trong đấy có chứng minh cái công thức về trung bình nhân của các cái ma trận. Sau đó cái bài tiếp theo mình quay lại bài của Bhatia. Thật ra thì mình có làm cái video về cái phần này rồi, nhưng mà mình làm cái video của cái phần đầu thôi, cái phần thứ hai về Riemannian geometry ứng với cái Bures distance thì mình chưa có nói kỹ. Thì hôm nay mình sẽ nói sơ qua cái phần đấy, và cái ý tưởng chung của cái việc mà khi mà mỗi lần người ta giới thiệu một cái distance mới, người ta nghiên cứu thử xem là cái ứng với cái distance mới đấy cái cấu trúc hình học nó như thế nào. Không biết mọi người có nhớ bài hôm trước có việc việc ấy, việc bên Úc có trình bày, tức là trong machine learning thì đôi lúc người ta quan tâm đến cái cấu trúc của thông tin. Thì mình đọc một hồi mình mới nói chung là mình dần dần mình mới cảm giác được rằng là vì sao cái Bures position này nó xuất hiện một cách rất là tự nhiên, chứ nó không phải là đơn giản. Mình nhìn lên đây mình thấy nó là trung bình hiệu của trung bình cộng và trung bình nhân, nhưng thật sự thằng này nó xuất hiện khá là tự nhiên. Bây giờ mình quay lại cái bài toán trung bình nhân. Thì người ta có nhắc đến cái ông Bures và Voronovich. Thì nói chung là hai ông này là từ năm 75-76, nãy mình có nhắc nó, ông nghiên cứu nhiều cái về cái bài toán xác định trung bình nhân của hai ma trận xác định không âm và xác định dương. Thì cái bài toán đó nó cũng tồn tại khá là lâu, và mãi đến đến đợt đó thì mấy ông mới giải được cái phương trình Riccati. Nhưng mà cái kiểu giải của mấy ông á, mấy ông định nghĩa được cái trung bình nhân nó đơn giản là nó chỉ có thông qua là cái kiểu giải đại số thôi, tức là cái biểu thức của trung bình nhân nó như này: a sát b là bằng a mũ 2 a trừ 1 2 b a trừ 1 2 mũ 2 a mũ 2. Đấy thì mấy ông giải cái phương trình Riccati này. Đây phương trình Riccati bên 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 phương trình đạm riêng hay sao ấy. Dạng đại số thì nó cái nghiệm đó là nghiệm duy nhất, việc chứng minh nó khá là đơn giản. Thế nhưng mà cái việc giải cái này ấy, nó không giúp cho mình thấy được
cái phương án. Bây giờ giả sử như là lấy trung bình thì mình hiểu theo nghĩa học nó là giống như là cái điểm, giống như cái trọng điểm đúng không? Trung điểm của một hai của hạt nó gắn hai cái đường kia, hai cái đoạn AB. AB nếu như mình tính AB là hai cái điểm trên trong cái tập hợp. Thế thì bây giờ giả sử mình lấy 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm thì làm sao, thì cái phương pháp này nó không giúp giải quyết được cái bài toán tìm tìm cái geometry của nhiều hơn hai ma trận, tức là từ ba ma trận trở lên thì đứng rồi, không không có cách nào xử lý được. Thì trong cái bài này ông Bastia ông mới học, gọi là thật ra cái học đúng là học từ cái lý thuyết về về, về phương trình phân. Thì các bạn sẽ thấy trên cái màn hình đó mà người ta giới thiệu cái Riemann matrix tên Brenner. Brenner là tập hợp các cái ma trận xác định dương. Nó được định nghĩa locally tại một điểm A nào đấy, tức là A lúc đấy là một ma trận và coi như là một điểm. Thì cái DS của mình là nó là norm to norm hay là Frobenius hoặc là Hilbert-Schmidt. Trong cái định nghĩa, trong đó có cái định nghĩa của cái to norm nằm đây. Thì theo như cái điều đó thì mình khi mà mình có một cái differentiable path gamma từ AB vào PN thì cái đường đó nó sẽ được nó, cái độ dài của nó sẽ được tính bởi bằng bởi công thức này. Thì một trong những cái cách mà ông Bacha và ông Holmgren này ông tiếp cận ấy là bây giờ cái Riemann manifold của cái tập hợp các ma trận nó là non positive, nó là cái manifold of non positive curvature, tức là cái độ cong của nó là độ cong không âm. Vì vậy nên là nó giống, các bạn dùng giống như cái quả đặt quả đi cầu. Quả đi cầu khi mà mình nối hai điểm thì mình không thể nối cái đường thẳng được mà mình phải nối bằng một cái đường cong lòng vòng vào đấy. Nhưng mà nó có một cái đặc điểm nữa là khi mà nếu mà muốn làm sao mà mới xác định được cái đoạn mình xác định được điểm ngắn nhất thì lúc đấy á, là mình phải làm sao mà giống như trong cái calculus, trong cái mình nhớ khi mình trong calculus khi mình tính gradient ấy, thì cái vector gradient là cái khi mà mình mỗi lần mình dịch chuyển một cái điểm theo cái vector gradient ấy, hoặc là theo cái chiều thấp chiều âm của gradient hoặc là chiều dương của gradient thì mình sẽ xác định được là cái chiều gọi là cái hướng thay đổi lớn nhất hoặc là thay đổi nhỏ nhất. Thì nếu như mình đi theo cái hướng đấy thì mình đi một hồi dòng dọc vòng dòng theo cái chiều gọi là cái vector field đấy thì mình sẽ có được cái đường trắc địa đó. Và khi mà mình đã có được cái đường trắc địa thì mình lấy thích phân cái đó, mình sẽ tính được cái khoảng cách, cái độ dài của đường trắc địa đấy. Nhưng mà làm như vậy thì đấy là cái trường hợp mà mình tính trong trong AN. Thì bây giờ trong cái ma trận thì nó hơi phức tạp hơn xíu, và thay vì mình tính trực tiếp ma trận thì họ sẽ dùng cái ý tưởng là họ sẽ có xét những cái mà những cái maps kiểu như GX như này tại một điểm, cứ mỗi có một điểm A thì người ta xác định một cái GX, một cái map GX này A là X, A X sao là cái liên hợp của X, và X là nó nằm trong GLN, đó là cái tập hợp các ma trận gọi là invertible, tức là khẳng định. Thì những cái map kiểu như này á là những cái isometry, tức là khi mà mình tác dụng những cái map kiểu này á, nó có rất nhiều cái map kiểu này, và mỗi lần mình tác dụng nó, mình tác động nó lên á, thì cả cái tập hợp đấy nó làm một cái path ở trên cái tập hợp PN, nó chuyển qua một cái path ở một cái tập hợp khác. Nhưng mà với một cái đó cái một cấu trúc khác PN ở đây. Và cái path đấy nó lại quan trọng là nó không làm thay đổi cái độ dài hay không làm thay đổi cái length của một cái path trên PN. Nên đấy là cái ý tưởng khá là quan trọng, mà từ cái ý tưởng này đến đến họ chuyển qua sau này một cái bài sau tí nữa mình sẽ nói, thì họ cũng dùng như vậy nhưng mà họ lại xét một cái isometric khác đó, ứng với một cái distance thì người ta xét một cái isometric khác khác nhau. Thì cái ý tưởng này thật ra nó xuất phát từ học vi phân nó rất là lâu rồi, và khi mà mình đọc bên học vi phân thì mình đọc những bài báo về ứng dụng của Cachemin, tức là về trung bình những cái đường trắc địa bên đó, thì rất là lạ là người ta đã làm trước ông Bacha rất là nhiều năm nhưng mà ông Bacha không trích dẫn những bài đó. Thì nói chung không biết là ông không đọc hay là ông không ấy, nhưng mà đại khái là
mình thấy tức là những ý tưởng này là nó không phải là mới mẻ ứng với đối với cái bọn mà làm ứng dụng, còn ông Batya được hiểu là đang làm lý thuyết. Và nó có một đặc điểm đấy, cái công thức các bạn thấy dưới này này, tức là khi mình tác động x và x star vào hai hai bên thì nó không không thay đổi được, không thay đổi cái này. Một khi nó không thay đổi cái này thì hiển nhiên là đưa vào áp dụng vào công thức tính độ dài nó cũng không thay đổi, thì tức là cái length nó là vẫn vẫn như cũ, đó là cái quan trọng. Ok, thế thì bây giờ khi mà mình hiểu được cái cách tính độ dài của một cái part rồi, thì bây giờ người ta định nghĩa cái delta AB cho hai AB là hai cái điểm. Trong plane hai cái mặt trận xác định dương thì nó định nghĩa delta AB là cái infimum của tất cả cái L là gamma, mà gamma là những cái đường là differential path from A to B. Thì nó được định nghĩa, có những định nghĩa rất là đơn giản vậy thôi. Thế bây giờ làm sao mà tính? Quan trọng là bây giờ người ta phải tính cái được cái delta AB này nó ra như thế nào. Thế thì như nãy mà có nói cái công thức kia chỉ ra là nếu như mà một cái isom mình có một cái isometry Gx thì cái delta của Gxa và Gxb, tức là khi mà mình tác động cái Gx nó vào cái plane vào A và B thì nó tạo ra hai cái điểm mới Gxa Gxb. Thì cái khoảng cách đó, cái khoảng cách giữa hai cái Gxa Gxb và cái khoảng cách giữa AB nó không thay đổi. Và khi mà AB mà là giao phóng thì nó lại tính được luôn cái công thức cụ thể. Đó, nó tính được luôn công thức cụ thể, mà không những tính luôn công thức cụ thể mà nó khi nó giao phóng thì quá đơn giản là nó thậm chí nó còn tính ra luôn cái đường trắc địa, cái đường nối giữa hai điểm A và B như thế nào. Đó. Thế thì một cái ý tưởng như này, bây giờ mình vẫn biết là cái Euclidean distance. Euclidean distance là giống như là mình hiểu là cái trên đường thẳng đấy, trong đường thẳng. Còn cái mà remainder distance là nó không được tính trên đường thẳng, nó là trên cái dạng trên maniform. Thế thì bây giờ làm sao mà mình có thể biến đổi cái cách tính qua một cái map Gx nào đấy, mình thay vì mình tính trên cái remainder maniform thì mình chuyển qua mình tính cái Euclidean distance. Mà muốn chuyển qua Euclidean distance thì mình phải chuyển qua một cái dạng, mình phải tìm ra được một cái Gx nào đấy mà nó làm sao nó biến PN về một cái dạng khác, về một cái tập hợp khác. Thì cách mà đơn giản nhất là người ta sử dụng ý tưởng trong học phân phân, đó là tại một điểm A thì người ta sẽ xếp trên cái hình cầu, chẳng hạn các bạn hình dung trên hình cầu thì người ta sẽ xếp một cái tangent plane, một cái gọi là cái không gian tiếp xúc. Thì không gian tiếp xúc, một cái mặt phẳng tiếp xúc, thì lúc đó mặt phẳng tiếp xúc thì hoàn toàn mình có thể tính toán dùng cái Euclidean distance, mình tính toán cái đoạn cái độ dài trong đó. Rồi sau đấy khi mà mình áp dụng cái Gx này rồi á, x này là invertible. Sau đó mình áp dụng ngược lại g của x trừ g của trừ x. Thế là mình chuyển từ cái pin Gx chuyển qua cái đoạn lên cái plane trên cái mặt phẳng, từ cái mặt phẳng mình tính toán dùng những công cụ trong Euclidean distance. Sau đó mình chuyển ngược trở lại, thế là coi như là mọi thứ mình tính toán xong. Đấy là ý tưởng chung của cái cách của cái bài báo này. Đó. Có phải dùng ánh xạ mũ không anh? Đúng rồi, dùng ánh xạ mũ exponent, đúng rồi, dùng ánh xạ mũ để nó chuyển, tức là dùng cái y y ánh xạ mũ này để nó chuyển một cái ma trận chuyển qua thành dạng 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 y mũ a. Sau đấy tất cả cái đó là nó nằm trên cái tangent plane. Ok, thì nói chung là mình chỉ nói là dựa trên ý tưởng thôi. Đó, thì Cái này nó cái ý tưởng của nó ok em hiểu rồi, tức là bây giờ để tính cái khoảng cách giữa hai thằng A và B đấy thì nó anh quay lại cái ấy vừa trước đúng không anh Hòa? Em không chưa cái nào em? cái đây này anh, bây giờ nó đây là cái dưới dưới ạ, dưới dưới đây này, ok cái này đấy ạ. Tức là cái khoảng cách này nó bất biến thông qua cái action của một cái matrix ở trên cái invertible matrix thì Tức là anh em phải làm sao mà em tìm được những cái isometry này, tức là những cái isometric maps Gx, chứ nó không không nhất thiết là phải phải như nào, nhưng mà trong trường hợp này là ông dùng cái mà nhân lại nhân đầu hai hai bên đầu
Vâng. Rồi. Anh này dùng dùng cái này này. Dùng cái nhân đâu rồi nhỉ? Cái trên rồi rồi em biết công thức đấy rồi. Cái công thức là nhân nhân hai bên đầu, em có thể thấy chỗ này này, x nhân với là gamma t cao. Đó. Thì đó là một cái kiểu thôi, tí nữa mình sẽ thấy một cái kiểu khác. Đứng ứng với cái Boolean expression thì là họ lại xác họ lại định nghĩa một cái kiểu khác. Ok, ok, ok. Và thật sự trong cái bài này ấy, bởi vì sao? Bởi vì người ta tính trung bình nhân mà, nhìn cái công thức trung bình nhân là mình thấy ngay cái chỗ là ở đây nó có a 1 phần 2, a 1 phần 2 này. Nó có kẹp hai bên đầu cho nên là người ta để một triệt tiêu đi cái a 1 phần 2 thì người ta đơn giản người ta nhân với a mũ trừ 1 phần 2 là xong. Vâng. Vậy cái x trong trường hợp này là sẽ là a mũ trừ 1 phần 2. Đó, thế mình sẽ thấy là khi mà a mũ trừ 1 phần 2 còn lại là phía trong là chỉ có a mũ 1 phần 2 và b a mũ 1 phần 2 mũ 1 phần 2. Thì thật ra nếu mà mình đặt hết cả cái cục này là một cái ma trận thì lúc đấy là em chỉ làm việc với một ma trận, và khi mà làm việc với một ma trận thì nó quay qua cái trường hợp là trường hợp giao hóa trên mặt phẳng luôn, không có gì hết, mọi thứ là rất là ok luôn. Ok em, ok ok em hiểu ý tưởng ạ. Nói chung cái ý tưởng nó rất là trong suốt và nó rất là dạ, và không phức tạp, hoàn toàn không phức tạp. Và trong trường hợp này là người ta dùng cái map là map mũ mũ e mũ vậy thôi. Ok. Cho mình hỏi trước. À, anh có hỏi. Chắc có khi chắc là em ít tuổi này. Cái tiếp xúc này thì là cái ý tưởng chính là dùng cái exponential map đúng không? Thì trong hình học vi phân thì khi dùng cái exponential map thì người ta bắt đầu bằng một cái điểm nào đấy. Thì ở đây nếu mà mình bắt đầu bằng cái điểm là cái identity matrix thì mình tức là nếu mình bắt đầu từ A và mình muốn đi đến B thì theo em hiểu thì là đầu tiên là mình chuyển A về cái identity matrix đúng không? Thì tức là mình nhân bên trái với bên phải bằng A mũ trừ 1 phần 2 là để mình map cái điểm A về cái identity matrix, và từ cái identity matrix thì mình sẽ dùng cái exponential map. Hiểu như vậy có đúng không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Tại vì khi mình chuyển về cái identity matrix rồi á thì cái identity nó có đặc điểm là nó giao hóa với tất cả những thằng khác. Vâng. Cho nên là cái câu chuyện nó trở nên dễ dàng hơn mà thế, đúng rồi. Vâng, ok, cảm ơn. Thì cái proposition 2 này nó nói là nếu trường hợp AB mà commuting tức là giao hóa với nhau thì lúc đấy cái exponential function maps the Euclidean line segment là log A log B, lúc đấy là nó là một cái segment rồi, một cái đường, vì AB nó giao hóa mà, cho nên là nó map cái này qua cái đoạn AB mà cái khoảng cách nó cũng không thay đổi, và lúc đấy cái delta AB là bằng log A trừ log B chúng cô lấy Chatham-Nolm thì thế, cho nên là cái màu nãy như bạn CL vừa nói đó. Bạn CL tên gì nhỉ? Em tên Cam. Bạn vừa nói là lúc mà mình cái khi mà AB nó đã commuting thì nó tính luôn hẳn được luôn là cái gọi là cái infimum của cái độ dài, tức là cái độ dài của cái đường kia distance đấy nó như nào, và nó tính ra luôn công thức cụ thể. Vì vậy nên khi mà nó chuyển A về cái một á, về cái identity, sau đó identity nó commuting với những cái khác thì mọi thứ khi mà chuyển qua chuyển lại thì cuối cùng là nó là ok. Đó thì cái ý tưởng nó là như thế. Vậy vậy nên là cuối cùng là khi mà họ tính ra một hồi thì cho hai cái điểm AB trên PN thì cái đường geodesic, cái mà geodesic nối AB á, là nó sẽ được parameterize cái kiểu như này, gamma t là bằng a trừ 1 2 b a trừ 1 2 mũ t thay vì mũ 1 2 a 1 2. Và trong cái trường hợp mà đó trong này cái khoảng cách từ a đến cái gamma nó bằng t khoảng cách ab, và khi t bằng 1 2 nghiễm nhiên nó bằng 1 2, cho nên là cái điểm trung bình nhân đó nó sẽ trở thành cái trung điểm, tức là cái điểm giữa của cái đường cách của cái hai cái điểm ab, nó nằm trong cái đường cách đĩa đấy, và khoảng cách từ cái điểm trung bình nhân đến a và điểm từ trung bình nhân đến b nó sẽ bằng nhau đó. Thì cái câu chuyện là như vậy. Thì đấy là cái ý tưởng mọi người có thể thấy ngay cái cách chứng minh từ phía dưới này. Cái cách đây là cái matrix identity và cái kia nó commute, cho nên là nói chung là mọi thứ nó diễn ra là theo đúng cái ý tưởng, đúng như ý đồ như vậy. Hỏi một chút thì tức là ở đây là người ta chỉ bê nguyên cái định nghĩa từ
từ hình học vi phân xong người ta áp dụng sang đây thôi đúng không? Dạ đúng rồi, mình đọc cái bài này và khi mình thật ra mình không có background quá tốt về hình học vi phân, nhưng mà khi mình đọc kỹ hơn một xíu, tự vô tình mình đọc mấy cái bài về về cách mà người ta ứng dụng hình học vi phân để mà tính cái cách trung bình, cái trung bình nhân á, và trường hợp đặc biệt là trung bình nhân cho hai mặt trận, thì mình thấy rõ là cái ý tưởng này nó hoàn toàn từ trong hình học vi phân, và ông này chỉ có làm một cái nhiệm vụ đơn giản là gì, tức là ông cụ thể hóa nó trong mặt trận thôi. Chứ mình hoàn toàn không thấy cái gì gọi là cái ý tưởng của ông nó không mới mẻ, tại vì tụi học vi phân nó biết cái này kỹ lắm rồi, lâu lắm rồi. Thì nói chung là mình là kiểu thuộc dạng hồi xưa mình cũng nói hơi xấu hổ là không học kỹ, và cái background của mình nói chung là thời học tiếng Nga, nên bây giờ đụng vào những thứ này toàn phải mò lại, phải học lại hết, và thấy cái gì cũng mới hết. Ok. Nó còn một cái điều quan trọng nữa là gì? Cái đây mình muốn nói cái bất thức này nó khá là thú vị. Khi là tại vì khi mà mình xét hôm nay có một bạn trên Facebook, bạn comment là bạn không biết là té ra hình học vi phân cũng có hình học vi phân cho ma trận nữa, thì mình mới đùa với bạn là phải nghiêm túc, cứ sinh viên mà. Cái khi mà người ta xét cái ma trận xác định này ấy, cái ma trận xác định dương á, thì lúc đấy cái người ta không xét hình học Euclid nữa, mà người ta xét hình học phi Euclid. Đó. Và một trong những cái bất thức mà mình thấy khá là thú vị về mặt hình học ở đây á, là delta A, tức là A sát TB, A sát TC, nó bé bằng T, cái khoảng cách từ B và C. Thì nếu như mình tự nhiên mình nghĩ nó giống như là cái định lý Thales, thời học lớp 7, lớp 8. Đó. cái cấu trúc nó khá đơn giản như này. Thì bây giờ giả sử như đây là cái ba cái ma trận ABC ở đây, thì giữa A và C nó có một cái đường, coi như là cái đường, đây là đường trắc địa nối A và C đúng không, đây là đường trắc địa nối với B và C. Thì lúc đấy á, nếu hoặc là mình chuyển ngược lại như này, thì lúc đấy mình lấy khoảng cách giữa hai cái điểm này, A sát TC và B sát TC này á, thì nó là bé hơn bằng T nhân với khoảng cách giữa AB này. Thì khi mà mình thật ra mình lấy T ra, lấy khoảng cách ra, thì mình cảm giác như nó hao hao, nó giống như cái định lý Thales. Và nhờ cái, thật ra nhờ cái bất thức kiểu này, kiểu như này mà nó mới có thể tính toán được. Nó khi mà mình tính toán cần đúng những cái map như này, T trong trường hợp này là thuộc 0,1. Cho nên là nó có thể chuyển qua ứng dụng một số cái kiểu như này để dùng cái định lý fixed point theorem để người ta tính cái catch mean cho trường hợp nhiều hơn hai ma trận. Đó. Thì đấy là một những cái khá quan trọng, và một cái đặc điểm nữa là cái này mình nghĩ nó cũng không mới trong hình học vi phân, tức là cái matrix space PN với delta nó là complete. Thì nhờ cái complete này á, nhờ nó complete này cho nên là khi mà mình xét tất cả những cái giới hạn, các cái đưa ra những cái dãy mà dãy Cauchy này nọ, thì tất cả dãy Cauchy đó nó tồn tại cái điểm giới hạn. Và nhờ cái việc complete này nó mới chứng minh được sự tồn tại của catch-mean trong trường hợp là nhiều hơn hai ma trận. Thế mình đưa ra cái hình này để mình nói thôi, chứ không mình không đi sâu vào cái catch-mean. Có thể mình sẽ nói một bữa khác. Thì bây giờ một trong những cách tiếp cận cơ bản nhất là gì? Bây giờ giả sử như mình có hai cái ma trận rồi đúng không? Thì mình tìm được cái đường trắc địa rồi, mình tìm được cái điểm trung bình, cái điểm giữa của cái đường trắc địa đấy. Thế thì bây giờ nó đặt lên cái vấn đề là bây giờ giả sử như ta có ba cái ma trận thì làm sao, hoặc nhiều hơn ba cái ma trận, làm sao mà tìm được cái đại diện của ba cái ma trận đấy. Thì cái bài toán tìm đại diện thì bữa trước Nguyên có lần có nói rồi, tức là bài toán tìm cách catch-mean là giống như mình có một cái tam giác hay là có một cái khối gì đấy, mình không thể làm việc với tất cả các cái khối mà mình làm việc với cái điểm đại diện thôi đúng không. Và mình biết là ma trận á, thật ra nó được dùng để biểu diễn các cái data. Bây giờ người ta biểu diễn dưới cái dạng các ma trận xác định dương rất là nhiều, người ta làm thí nghiệm này nọ, thì bây giờ người ta không thể làm, khi mà làm một thí nghiệm xong người ta có một cái bộ data thì người ta không thể làm xem xét hết tất cả các cái đó được, mà người ta làm sao mà tính được cái trung bình của cái bộ data đấy. Thế thì người ta phải làm cái bài toán là tìm trung bình của ba ma trận hay n ma trận. Thì cái cách nó như thế nào? Từ cái completeness của cái không gian, của cái không gian matrix PN ứng với là cái matrix thì nó như mình có thể suy ra cái cách làm giống như cái thời mình học phổ thông. Giờ giả sử như đây có một cái mình lấy cái trung điểm bên này, lấy trung điểm khác, đây mình lấy trung điểm khác.
thì khi đó mình sẽ có một cái tam giác nằm ở trong này, hiển nhiên là mình vẽ là mình vẽ cái đường thẳng nhưng mà thật ra nó là cái đường cong đó. Sau đó mình lại tiếp tục mình lấy trung điểm, tức là những cái trung bình nhân tiếp tục mình lấy những cái trung bình nhân tiếp tục, thì lúc đấy á mình sẽ xét một cái, nó sẽ tạo thành một cái dãy, một cái dãy các điểm như này, mình cứ liên tục như này, liên tục như này, thì cái điểm tất cả cái dãy đó nó sẽ hội tụ về cái điểm đó, và cái điểm đó là cái điểm mà là trung bình và là điểm đại diện của ba cái vertices của cái tam giác này, và nó gọi là catchment hay là trung bình nhân của ba cái mặt trận ứng với nằm trên ba cái đỉnh này. Thì đấy là cái ý tưởng mà mình nghĩ là nó rất là sơ cấp, nhưng mà trong cái trường hợp này thì nó xử lý được, và nó có nhiều cái, nghĩa như là khi mà đưa ra cái bọn làm ứng dụng toán thì đôi lúc cái cách này á nó còn rất là expensive về mặt computation. Người ta có một số thằng nó thay đổi, nó có một số bài nó thay đổi cái, nó không lấy trung bình nhân nữa mà nó thay đổi cái trọng số, tức là thay đổi cái t không phải 1/2 mà có thể t là bằng bao nhiêu đấy, và tụi nó chứng minh một hồi là cuối cùng là với trường hợp t bằng 3/2 hay là gì đó thì nó hội tụ về cái catchment, cái tốc độ hội tụ nó nhanh hơn. Thì nói chung cái bài toán nó nằm vượt tầm khả năng của mình, nhưng mà đại khái là gì, trong cái mảng này nó có một cái bài toán rất là quan trọng là vẫn phải tìm ra cái cách gì đó để mà tính toán được cái catchment này. Thì đó là một cái chuyện, đó là một câu chuyện khác. Xin lỗi em hỏi tí. Cái catchment đấy là tiếng Anh nhỉ? Tại vì em catchment là tiếng Anh. Anh, là có thể, nó... anh có thể ghi lại cái, qua cái chat em xem cái gì. Okay. Nó là danh phận của nó là Karchier, hoặc đôi lúc người ta gọi là catchment, là catchment. Nói chung mà nó có nhiều gọi, ở trong hình học vi phân thì nó gọi là catchment, tại vì nó xuất phát từ ông Catan. Cho đấy một số tên nó cũng gọi là Frechet rồi catchment sau này là cái Frechet frame đấy gì anh? Frechetment. Vâng, nhưng mà có phải trong cái Frechet Frechet không nhỉ? Frechet. Còn cái kia là Catan đúng không? Cái kia ca tăng ở trong hình học ca tăng. Thì nói chung những ý tưởng này là trong hình học vi phân hết, chứ còn lại là ông Batia ông chỉ là cụ thể hóa nó, và mình rất bất ngờ là ông lại không trích dẫn những cái bài bên hình học vi phân, và mình thấy cái đội mà làm ứng dụng ấy, đội làm ứng dụng là về cái mảng này là nó toàn lấy ý tưởng từ hình học vi phân rất là nhiều, bởi vì đây là một cái cách tiếp cận rất là tốt mà nó giải quyết được cái bài toán tìm cách cho mình. Em hỏi trước cái min này thì nó có liên quan đến cái những cái mà bên machine learning người ta hay làm như thế là Barry Center kiểu. Đúng rồi, thật ra nó là Barry Center đấy. Tại vì cái mà mình nói là giải sử như bạn có 3 điểm đúng không, thì bạn phải tìm cái Barry Center của từng của ba cái điểm đấy, hoặc là n điểm, hoặc là đôi lúc nó gọi là Barry Center, đôi lúc nó gọi là averaging các loại ABC. Đó, nhưng mà nó dùng cái tên của nó là catchment hay là Barry Center, nó giống như nhau. Nó là thường một. Thì người ta sẽ đưa về một cái bài toán optimization xong người ta giải ở bên machine. Đúng rồi. Bây giờ cái cách tiếp cận tiếp theo mình sẽ nói. Thì nó nằm bên cách tiếp cận bên optimization. Thì nó là bài toán sum of squares problem. Tổng bình phương bế tắc trong khoảng cách. Em nghĩ là cái tập anh Hòa, em nghĩ là cái tập ma trận này nó là một nón ấy. Nên như cái cách này làm nó tức là nếu mà nó trải ra trên mặt phẳng ấy thì nó không phải là, thì nó làm theo cái kiểu như anh vừa bảo này. Thì cảm giác là nó sẽ tìm được cái catchment như anh nói rất là tốt. Đây không, như nó có cái này Hoàng, tức là nếu như mà em nghĩ nó trải ra trong một phẳng thì nó dùng cái Euclidean distance. Em bài toán Euclidean distance về cái bài toán mà tổng bình phương mới nhất ấy, thì cái nghiệm của nó là trung bình cộng, thì cái chuyện trung bình cộng là nó dở, rất là dở. Vâng, em hiểu không, cái trung bình cộng á nó có một số cái đặc điểm mà khi mà mình ứng dụng là em tính cái determinant, determinant của cộng của tổng của cái ma trận á, nó đôi lúc nó lại lớn hơn cái determinant của tổng của cái ma trận còn lại. Vâng, em hiểu. Cho nên là nó bị sai đi cái cấu trúc
nó bị sai cấu trúc. Bởi vì sao? Bởi vì cái determinant trong trong số cái khung cảnh nào đấy mà mình có thể coi như nó là một cái dạng thể tích, đúng không? Ừ. Mà cái outcome của một cái thể tích không thể nào mà lớn hơn cái thể, tổng thể tích của những cái ban đầu được. Cho nên là cuối cùng là cái Euclidean distance nó không còn, nó không có ý nghĩa, nó mất đi cái ý nghĩa ứng dụng là thế. Ừ, không, em tại em đang tò mò về cái hệ số lúc anh bảo 2/3 ấy. Ừ. Em đoán là chắc là do cái tập của bọn này nó là một cái positive definite cone trên cái đấy, chắc nó tính toán là như nào để nó dựa, tức là em cũng chắc cái gamma t vừa nãy anh parameterize ấy, chắc là viết ra nó, em đoán mò như viết ra thành, nếu mình viết cái, viết ra cái công thức Euler-Lagrange, cái gọi là characterization ấy, xong thì anh sẽ biến đổi một hồi để anh sẽ thu được cái gamma t này, đúng không? Anh không hiểu em nói. Tại em thử tính cái gamma t mà thử tính cái ý tưởng sao nó tính ra cái parameterize cái geodesic, cái đường trắc địa của anh ấy, ừ. Gamma t. Nhưng mà em không biết là nó viết từ cái gì ra nó tính ra cái gamma t đấy. À, cái gamma t thật ra là như nãy mình ý tưởng của nó là nó đầu tiên là giữa hai AB đúng không? Sau đó nó đưa về identity. Sau đó áp dụng exponential map. Ừ. Exponential map đấy là khi mà chuyển qua thì lúc đấy là cái đường vì sao nó có cái mũ t đấy, bởi vì nó là mũ t, nó thật ra là cái linear map trên đó, sau đó vâng. Lại, nó sẽ lên thành mũ t. Dạ. Ừ. Ok. Ừ. Okay, thế bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái sao rồi nó chạy ra mất rồi. Rồi, giờ mình sẽ đấy là cách tiếp cận mà từ học vi phân nói chung ông Pacha ông cụ thể bây giờ một cái cách tiếp cận khác mà thằng Silvestre thật ra nó cũng đây không phải là cái cách tiếp cận gốc của thằng Silvestre mà cũng là thật ra cũng cơ bản cũng là từ bên bọn optimization. Thì cái thằng Silvestre này nó chuyên làm machine learning bên MIT. Nó mới thấy là bây giờ cái remaining distance là cái này là cái true norm ấy, cái mà log x trừ log y ấy. Thì tính toán thằng này nó phức tạp quá, và nếu mà nó so sánh với một số cái distance khác, ví dụ như cái s divergence trong trường hợp này, s divergence hay là gọi là state distance trong quantum information theory ấy, thì nó là log det bình phương của cái thằng này, bình delta s bình phương là log det của trung bình cộng trừ cho log det của trung bình nhân 1/2 đây. Nếu mình đưa 1/2 đây vào trong thì nó sẽ thành trung bình nhân theo nghĩa rất là thô thiển, đúng không? Thì nó lại cũng là câu chuyện là trung bình cộng trừ trung bình nhân, nhưng mà ở một cái dạng khác. Thì nó thấy rằng là cái việc tính toán cái log det cái delta s này á, nó nhanh hơn cái delta r rất là nhiều. Và cũng có một thời gian là người ta muốn chứng minh cái thằng này cái gọi là mình cái bỏ đi cái bình phương này thì nó là cái khoảng cách, nhưng mà cũng khá đôi lúc người ta dự đoán là không phải khoảng cách, nên cuối cùng thằng Sra nó chứng minh thằng này là cái khoảng cách. Và trong cái bài này á, khi mà nó dựa được cái việc đó là một cái matrix rồi thì nó xét cái đa diện, cái đa tạp Riemann PN, nhưng mà ứng với khoảng cách này nó ra làm sao. Cho em hỏi chút, tức là cái chỗ này là tính toán nó nhanh hơn thì mình không phải inverse cái matrix đúng không? Đúng rồi, cái này thật ra nếu mình nghĩ là nhìn vô thì nó tính toán rồi. Mình tính luôn cái độ phức tạp của cái việc mà tính toán cái chuẩn F này nè. Với cái này thì rõ ràng cái thằng ở dưới tính sẽ nhanh hơn rất là nhiều, cộng nhân sau đó lấy det là xong. Còn thằng này là mình phải tính inverse. Nhưng mà suy cho cùng là nó tính det hay là tính det với tính inverse thì độ phức tạp nó như nhau anh. Như nhau không? Như nhau anh ạ. Hả? Anh thấy thằng Sra nó đưa ra các cái chứng minh rất rõ ràng, và cái việc tính det hiển nhiên là tùy theo cái cách mình tính, có lẽ là nó vẫn nhảy qua bằng cái giá trị riêng thôi, nó vẫn tính cái giá trị riêng thôi, nhưng mà thằng này nó là tính giá trị riêng một lần, còn cái thằng kia
em tính cái log này trên này là em phải tính giá, em phải tính inverse, sau đấy là em phải lấy giá trị riêng của cả cái cục này nữa. Vâng. Cho nên là có thể cái độ phức tạp nó sẽ thậm chí gấp đôi. Thì tất nhiên là kiểu như bây giờ là 2n mũ 3 với cả n mũ 3 tính về, tức là về viết về cái mặt asymptotic ấy anh. Thì nó như nhau. Anh thì anh nhìn vô thì anh nói chung anh vẫn tin thằng Sra, anh không chuyên về complexity nhưng mà anh tin thằng Sra. Vâng. Chắc để hôm nào. Cái này sao? Hả? Vâng, dạ vâng. Chắc để lúc nào mình sẽ coi lại bài này xem nó tính. Mọi người nếu mà thua thích cái interest cái này thì có thể thử xem kiểm tra xem thằng Sra nó chứng minh cái việc tính toán cái S distance với lại cái R distance này, cái thằng nào nhanh hơn và nó nhanh hơn bao nhiêu. Vâng. Nhưng mà mình nhớ trong bài báo của nó là nó có chạy cụ thể luôn. Nó xem nó so sánh cái độ hồi tụ như thế nào ra làm sao. Không. Ý anh có thể đúng nhưng mà có thể tức là nó chạy tính toán thời gian thì có thể là như anh Hòa nói là chính xác, nhưng mà ý em bảo là về cái mặt asymptotic, về cái mặt ví dụ như mà anh cần hai anh cần là 2n mũ 3 phép tính và 1 triệu nhân với n mũ 3 phép tính về asymptotic là nó như nhau. Đúng rồi. Cái đấy thì anh đồng ý. Okay, nhưng mà anh nghĩ nhìn chung nếu mà mình tính, anh nghĩ tính toán gọn thằng ra thì chắc là tính thằng S nó cái độ phức tạp nó sẽ thấp hơn ấy. Thấp hơn thằng. Vâng, đúng rồi. Yeah. Okay. Ok, thế thì nó quay ra cái bài toán gọi là tổng bình phương bé nhất. Thật ra thì có một lần mình không biết lần đấy là rất tiếc là mình không có record được cái video, thì mình có nói là cái bài toán cái trung bình nhân và trung bình cộng ấy, nếu như mọi người để ý là khi mà mình xét hai, thậm chí trên cái đoạn thẳng thôi, đoạn thẳng AB thôi, thì cái trung bình nhân và trung bình cộng nó sẽ là nghiệm của hai cái bài toán tổng bình phương bé nhất, một cái là ứng với cái khoảng cách Euclid, một cái là ứng với khoảng cách log là khoảng cách Riemann. Đấy thì cái bài toán nó là gì, tính tính tổng bình phương từ một cái điểm x đến hai cái điểm AB, sau đó là mình làm sao mình minimize cái tổng bình phương đấy. Và cái nghiệm của nó trong cái trường hợp mà ứng với cái diện Riemann nó là trung bình nhân được như này. Và té ra là khi mà mình chuyển sang cái khoảng cách ds ở đây á, không có bình phương á, thì cái bài toán nó cũng có cho nghiệm là trung bình nhân. Cái thú vị là nằm ở chỗ đấy. Thật ra thì cái điều này ấy, theo như mình nhận xét thì nó cũng thú vị nhưng mà nó không có gì đặc biệt, nó không phải là cái gì đó mà rất là bất ngờ. Bởi vì sao? Bởi vì cái bản chất của cái định nghĩa log det ấy, các bạn xem lại cái định nghĩa log det này, bản chất của cái này khi mà mình nhân với hai bên á, mình nhân với m và m mũ trừ một ấy, thì thông qua det nó bị triệt tiêu, thông qua cái định thức thì nó bị triệt tiêu, cho nên là cái này nó cũng sẽ bất biến. Cái s delta bình phương s nó sẽ bất biến khi mà mình nhân qua một cái gamma. Mọi người nhớ cái gamma lúc nãy không? Cho nên là thật ra thì cái việc mà hoàn toàn áp dụng cả cái approach của ông được trình bày bởi ông Bacha qua bên này được ứng với cái log det này nó ok hết. Cho nên là nó cũng không có gì bất ngờ nếu như là cái chuyện đó nó xảy ra, nhưng mà thú vị chỗ là nó lại cùng một nghiệm. Nó cùng một nghiệm và chắc chắn luôn là nó cái đường trắc địa trong trường hợp này ứng với cái S distance, S divergence này á, thì nó cũng sẽ là cái gamma t thôi. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ quay lại một cái bài báo khác của ông Bacha, mà cái bài này mình cũng đã nói rồi về cái Buresh và system distance. Và đây là một những lý do mà mình nghĩ lúc đầu mình bắt đầu cái seminar này. Thì các bạn thấy xin lỗi cho em hỏi trước, em hơi bị lost rồi, phải nói sao. Tức là tóm lại là cái bài báo kia người ta nói là cái S distance với lại cái distance mà mình nói trước đó là như nhau ấy, hay là cái geodesic nó như nhau? Nó không như nhau, cái nghiệm của cái bài toán bình phương bé nhất là như nhau. Nghiệm của bài toán bình phương bé nhất tức là nó giải này, cái hàm mà bạn xem cái hx trên này đúng không, cái bài này là cái này là tổng bình phương bé nhất, tổng bình phương đúng không, tổng bình phương khoảng cách ứng với hai cái khoảng cách r và khoảng cách s. Thì hai cái bài toán này ấy, cái ứng nếu này là không phải là S mà là R, là cái khoảng cách Riemann á, thì cả hai cái bài toán này nó khi mà mình minimize cái hàm này á thì nó lại cho cùng một nghiệm, đó là trung bình nhân. Tức là nếu mình có hai điểm xong đấy mình tìm
cái điểm ở giữa thì là cái điểm ở giữa của hai cái distance, hai cái điểm AB nó chính là trung bình nhân tức là nghiệm là giống nhau nghiệm là giống nhau thì nó có cái... điều đấy có nghĩa là cái geodesic của là giống nhau đúng không? Cái mình thấy như vậy, cái geodesic curve nó cũng giống nhau, nó lạ cho đấy. Tức là cuối cùng là chỉ là trong hai cái cách tiếp cận thì người ta cái khoảng cách, cái cách mà người ta định nghĩa cái khoảng cách ở trên cái geodesic là nó khác nhau phải đúng không? Cái cách đó hiển nhiên là nó phụ thuộc vào cái ban đầu, cái một cái là cái s distance, một cái là r distance. Nhưng mà cái đường thì là giống nhau, cái đường. Nhưng mà cái đường nó là giống nhau. và thêm nữa, cái s distance này nó tốt hơn cái log determinant này, nó tốt hơn cái traditional Riemannian metric ở chỗ là cái tính toán nó nhanh hơn. Cho nên là cái ý nghĩa của cái bài của thằng Sky chủ yếu là về cái câu chuyện đấy thôi. Đó, về câu chuyện đó. Nhưng mà nó trong bài này thật ra nó còn một số cái khác nữa, nhưng mà mình để ý đến cái câu chuyện là nó chỉ như thế thôi. Anh Hòa, em đoán là cái nó với cái hàm log det determinant này, nó là cái hàm convex ở trên đối với cái nó vừa là convex vừa concave đối với cái geodesic mà distance mà cái thằng ấy nó định nghĩa ra ấy. Cái tức là cái distance truyền metric truyền thống giữa metric truyền thống ở trên Riemann nhanh. Do vậy thì nó convex mà cái thằng có tức là geodesic convex ấy, mà cái thằng kia tập chứa nó cũng convex, nên cái việc là dẫn đến được việc local minimum nó thành optimal minimum luôn. Rồi cái vụ đấy tính sau đi, bây giờ mình chưa nói gì geodesic convexity. Anh sợ anh không có đủ thời gian để nói cái đấy, nhưng mà đấy là một trong một cái phần khác trong bài báo của thằng Sra. Nhưng mà bây giờ anh đang muốn list ra tất cả những cái mà những cái distance này, xem cái bức tranh nó mỗi lần mình thay đổi cái distance, thay đổi cái diversion thì nó ra như thế nào. Còn cái convexity thì nó có một cái lý do khác. nhưng mà đá động lên cái đó thì nó nói chung là nằm trong cái phần thứ hai của cái thằng của bài báo của thằng Sra này. Em đoán là nó định nghĩa cái log determinant đấy là cái hàm log này nó là hàm convex cho cái nó cái này. Nó có nhiều cái hàm trong optimization, trong matrix optimization, những cái hàm kiểu như thế này này. Thì cái hàm hiển nhiên là cái hàm của thằng này á, là nó là geodesic convex. Đúng rồi. Cho nên là nó rất nhiều cái hàm mà nó không convex. Nó không kiểu như không convex trong cái distance cũ, nhưng mà nó lại geodesic convex trong cái distance mới, kiểu như vậy. Thế vâng, đấy em đoán là nó định nghĩa là cái distance mới đấy là vậy. Cho nên là nói chung là khi mà mình anh đọc đến những cái bài, nói chung đọc một hồi khi mà chuẩn bị cái này, tự nhiên mình có cảm giác như là nó cũng rõ hơn xíu vì sao một số thứ nó lại rất là tốt mà một số thứ nó lại không tốt. Nói chung là rồi mình tiếp tục nha. Giờ quay lại cái bài này, cái Burest distance mình cũng nó được định nghĩa như thế này. Trace của, nếu mình viết lại là trace của trung bình cộng cái chữ chỗ này hai lần thì thật ra mình đưa hai ra ngoài cũng được, thì mình sẽ phía trong này cũng sẽ có là trung bình cộng từ trung bình nhân, còn cái này là cái quantum fidelity. Thì có lần Dũng nó báo cáo rồi, mọi người chắc cũng để ý đó. Thì em xin lỗi, cái bài này là em xin lỗi chứ cái bài này là viết lúc nào? Bài này viết hình như là năm cách đây năm hai năm rồi á. Tức là bài này mới hơn bài của ông anh vừa trình bày xong. Bài này mới hơn bài của Sra. Bài kia hình như 11-12 gì đấy. Bài Sra là năm 2010, thằng này 2017 và nó 2017 này. Và nó đăng hình như đâu 2018-2019 gì đó. Nó mới đăng, nó mới được đăng ở trên tạp chí Exposition gì đó of Mathematics. Bài nói chung là cũng dài. Thì nói chung là trong cái bài này cũng có một cái kiểu như vậy, và người ta lấy một cái khoảng cách từ trong gọi là từ trong khoa optimal transport, và người ta chuyển qua ma trận thì cuối cùng nó ra như thế này. Nó có một cái dạng khác gọi là Hellinger, nhưng Hellinger thì nó khác chứ Hellinger nó không phải là metric,
cái thằng này là matrix. Thế thì khi mà người ta định nghĩa cái này, hầu như mình người ta định nghĩa cái này xong thì mình muốn giới thiệu lược qua cái cách mà nó là một cái matrix mới, matrix hoàn toàn mới. Cái cách mà người ta người ta tính cái đường chắc địa, hay là làm sao mà tìm được xác định được cái đường chắc địa nối hai cái điểm A B nó như nào. Thì đây là cái cách mà gọi là như hồi nãy mình nói ban đầu, nó tùy thuộc vào cái matrix mà cái cách tiếp cận khác. Thì trong cái trường hợp này á, thì nó hơi lòng vòng hơn xíu, nó lòng vòng hơn cái kia. Thì đơn giản là anh nhân với A, muốn từ 1, 2, anh chuyển A về 1, 1, sau đó là anh dùng cái, anh chuyển giờ exponential map, anh đưa lên cái tangent plane, sau đó anh tính toán lên tangent plane, sau đó anh quay ngược trở lại, mọi thứ rất là đơn giản. Nhưng mà thằng này á, thì nó phải xét một nó dùng một số cái định lý khá là sâu trong học vi phân. Nó phải dùng cái map, cái representation từ cái GLN, đó là tập hợp cái mặt trận khả nghịch vào PN. Trong đó là cái pi m là được nghĩa là m nhân với m sao. M nhân m sao trong trường hợp này thì là nó phải nhân như thế này thì nó mới là nó trở thành xác định không âm, nó xác định dương. Đó, cho nên là mới chuyển một cái mặt trận khả nghịch vào cái mặt trận xác định không âm. Và cái map này là differentiable. Đó, nói chung đại khái vào cái đạo hàm này thì đạo hàm theo hướng bình thường, Richter bình thường, tính đạo hàm ra là z sao. Thì nó thông qua cái kiểu như này và mình chỉ nói sơ sơ nhá. Bạn nào muốn đọc kỹ thì có thể kỹ hơn xíu khi mà lấy cái bài này. Thì ở trong map người ta định nghĩa cái nhân của cái map đấy. Nhân của map đấy thì cho cái thằng này bằng 0. Sau khi nhân của cái map đấy rồi đó, nó sẽ xét cái gọi là orthogonal của cái ứng với cái nhân đấy, và trên cái nhân sau đó người ta mới xét cái direction decomposition của cái tangent plane space tại cái điểm M. Thì nó được viết dưới dạng là VMHM. Thì VMHM nó nghĩa là vertical space và horizontal space tại M. Thì vertical nó là cái nhân và còn horizontal là nó là cái vuông góc với cái nhân. Khi nó dùng cái này ra, nó dùng cái nó đưa cái tangent plane nó ra kiểu như này rồi. Nói chung nó thêm một cái định nghĩa submersion, remanent submersion liên quan đến cái các loại lằn nhằn. Rồi sau đó là nó mới từ cái nói chung là áp dụng cái submersion đấy. Cái này chắc anh Vũ chắc rành hơn họ, anh Vũ có thể giải thêm. Nó cũng lại đưa ra cái câu chuyện là thông qua cái, nếu như mình có hai cái remanent manifold này và một cái pi là một cái submersion từ M và N. Nếu như gamma là một cái gear digit trong M, sao cho gamma đạo hàm bằng nó là horizontal. Tức là thì lúc đấy á, thì gamma phải T là horizontal for all T. Và cái map mà cái gọi là superposition của cái này á, trong N là nó không thay đổi cái độ dài. Thì đấy là cái quan trọng nhất thôi. Tức là cái quan trọng là làm sao mà nó một cái cách tìm một cái cách khác để làm sao mà nó vẫn giữ được cái độ dài của các cái đường gear digit khi mà mình tác động một cái pi vào cái M đấy. Đó thì nói chung nó tính toán một hồi thì cuối cùng nó mới ra được cái chuyện là thế ra cái DAB này là cái Bourdieu distance, Bourdieu position distance, nó được tính qua cái công thức variational formula này. Cái này thì ngay từ đầu bài báo là ông họ đã có rồi. Và cái công thức này thật ra cũng một lần nữa nó không phải mới, mà ổng là cụ thể hóa, nói chung là làm hệ thống hóa lại cái câu chuyện đối mà đặng thôi. Thì nhờ cái cũng từ cái diện này cho nên là khi mà người ta xét người ta làm để người ta tính toán, mục đích người ta là tính toán cái đường chắc địa ấy, thì người ta phải dùng cái định nghĩa từ cái công thức đường ở trên, từ cái công thức này người ta để mà người ta đưa đường chắc địa. Thế thì cái hình này, cái cả đây là cái hình mà nó nói chung là nó diễn tả lại cả cái quá trình như lúc nãy thôi. Nói chung mình nói thật sự là mình không quá rành cái chuyện này cho nên là mình sẽ skip, ok. Và cái ý tưởng chung nó là nó vẫn xét một cái, nó vẫn tìm một cái map nào khác và đưa ra một số cái tùy theo một cái distance
mà nó khi mà nó cái nó tác động cái map nó vào cả cái tập hợp QN, nó không làm thay đổi cái độ dài của cái đường geodesic. Cái điều đó là cái điều quan trọng nhất. Và khi mà nó chuyển từ một cái chỗ QN nó chuyển qua chỗ khác, nó tính toán đơn giản hơn, sau đó nó quay ngược trở lại, thì nói chung đấy là cái ý tưởng chung. Và một hồi thì cái đường gamma t á, trong cái trường hợp này họ lại tính toán ra nó là có dạng như này. Gamma t nó là gt và gt star. Bởi thật ra gt gt star bởi vì cái map của mình lúc nãy, cái file của mình được định nghĩa là pha tải m là thành m m sao đó, cho nên là khi mà tính gt ra, gt nó được thông qua giống như cái khoảng cách mà bên phía bên kia nó nhân một phát vô thì nó ra được cái đường này. Thì đây là cái đường cắt đĩa ứng với cái Bures distance. Tức là nó câu chuyện nó lại khó khác và khó hơn một xíu so với ứng với cái remaining distance. Đấy. Thì nói chung là ở đây mình sau đó nó họ đưa ra, và khi mà tính toán hồi người ta tính trung điểm thì họ đưa ra cái ông đặt cái tên là Washington Mean giữa A và B, thì nó được định nghĩa giống này. Nó đây là cái điểm giữa. Và thật ra cái mình lúc đầu nhìn vô cái này là mình cảm giác như nó rất là giống với cái Heron Mean, nhưng mà thật ra nó hơi khác xíu. Và tính toán cái Mean này nó có một số đặc điểm khá là thú vị, nói chung trong bài đó ông có đưa ra, nhưng mà mình không có đề cập ở trong cái buổi hôm nay. Thì đấy là cái cách chung mà hai cái là ba người, tức là hai cái nhóm nó làm, một cái là ứng với remaining distance, một cái ứng với là s distance, s diversion, và qua một cái Bures distance. Cái bài cuối cùng này á, mình muốn nói về cái bài rất là mới, và chỉ còn vài cái slide nữa thôi. Tức là cái nhóm này nó lại làm nó nghiên cứu về quantum diversion. Thế bây giờ các bài toán đặt ra là gì? Bây giờ anh có một cái mean. Mà hồi nãy mình có trung bình nhân đúng không? Mình có trung bình nhân rồi mình có cái trung bình gọi là Washington Mean. Thì lúc đấy là những cái trung bình đấy là trung điểm của các cái đường geodesic. Thì cái bọn này nó không làm về geodesic, nhưng mà nó lại làm theo kiểu này. Nó sẽ xuất phát từ cái bài toán là từ cái khía cạnh là tìm điểm giữa. Thì bây giờ nó bảo là bây giờ tôi có một cái mean, một cái trung bình bất kỳ. Liệu rằng anh có thể xây dựng một cái diversion để mà cái trung bình đó là điểm giữa không của cái bài toán tổng bình phương mới nhất đó. Thì cái nhóm này nó đặt ngược cái câu chuyện hơn xíu. Những bài hồi nãy mình vừa xét là gì, là mình có bằng cách này cách khác, nhưng mà một cách tiếp cận chung nhất là mình xét bài toán tổng bình phương mới nhất, mình giải cái bài toán optimization đấy. Thì cái nghiệm của nó là thế ra là trung bình. Bây giờ mình cho ngược lại, bây giờ mình cho một trung bình, mình xây dựng cái distance, mình xây dựng cái distance đấy, hoặc là cái quantum diversion đấy, hoặc là cái distance, để làm sao ứng với cái distance đấy thì cái trung bình mình cho nó là điểm giữa. Đấy thì cái bài này là nó như thế. Nó đấy là cái ý tưởng chung. Còn bây giờ cụ thể hóa là bây giờ mình có một cái trung bình a sigma b, nó là cái trung bình Kubo-Ando. Thì cái trung bình Kubo-Ando mình biết là nó được định nghĩa thông qua một cái hàm operator Morton function. Đây là cái biểu diễn, gọi là cái hàm biểu diễn của cái trung bình đấy. Thì từ cái hàm biểu diễn đấy á, có cái hàm F rồi, nó mới định nghĩa cái hàm G định nghĩa giống như thế này. Mình chỉ nói lướt lướt thôi, một ý tưởng chung là như thế. Nó định nghĩa cái hàm G giống như này, sau đó là nó xét cái hàm G này thật ra là strictly convex. Mà khi mà đã là có strictly convex rồi á, là anh có quyền định nghĩa cái divergence. Diversion của nó là trace của strictly convex, của một cái hàm convex ở đây ứng với A trừ 1, 2, B, A trừ 1, 2. Thì đó là cái gọi là F-divergence của mình, giống như bữa trước Nguyên có trình bày. Cái quan trọng nhất là nó định nghĩa được cái hàm này, và nó thấy được cái hàm này là convex, strictly convex, và từ cái convex đấy nó định nghĩa quantum diversion. Và khi mà nó định nghĩa cái này rồi thì nó chứng minh cái thằng này á, cái một phi của sigma AB được định nghĩa trace của G, nó là một cái quantum diversion. Diversion thì nó thỏa mãn ba tính chất này. Nó là lớn bằng 0 và bằng 0 nếu trường hợp A bằng B. Cái đạo hàm thứ nhất ấy, ứng với cái second variable nó sẽ bằng 0 trên diagonal. Tức là nếu như mình cho A ở đây thì nó bằng 0, và thêm nữa lấy đạo hàm cấp 2 nó lớn bằng 0. Thì cái đó là cái convexity, cái tính chất của convexity. Đấy thì cái câu chuyện là
nó khá là thú vị chỗ đấy. Nên là một hồi là nó chứng minh là nếu mà nó gọi là nó xây dựng một cái divergence mà một cái symmetric mean bất kỳ một cái symmetric mean cho trước ấy, sẽ là nghiệm của cái bài toán kiểu như này, bài toán optimization này, tức là nó hơi lớ giống như cái bài toán mà tổng hình cũng mới nhắc cho sản nghiệm xây dựng divergence đó, bài toán ngược nó kiểu như vậy. Thì thấy là rõ ràng là nó có nhiều cái hướng, nói chung là cũng khá là thú vị, khá là khác nhau. Thật ra mình không biết cái ý tưởng vì sao mà ý như cái câu hỏi khi mà tụi nó viết cái bài này nó cũng khá là make sense, bởi vì mình có thường thông thường người ta nghiên cứu thì người ta phải nghiên cứu, người ta có trước cái divergence, người ta có phải có cái metric. Nhưng trong cái bài này thì thằng này nó không chứng minh được, thằng này mình không thấy chứng minh cái này là một cái metric, nó chỉ là divergence thôi. Mà như mình thấy là divergence là có thể chơi được rồi, chứ không cần phải metric. Ok, thế thì để cho kết thúc cái buổi này, mình có đưa ra một số cái suy nghĩ mà mình nghĩ rằng có thể chơi được. Tức là cái đầu tiên là những cái geometric properties của cái weighted Burris curves. Tức là cái curve của ông Bacha ông định nghĩa ra như thế rồi. Thì có một cái mà mình với bạn bè hay làm, đó là cái một số cái tính chất hình học, ví dụ như in-bitwinness hoặc là in-sphere properties. Ứng với những cái của những cái in-bitwinness và in-sphere, có nghĩa là hiểu theo nghĩa rất đơn giản là mình nếu mình lấy hai cái điểm AB này á, mọi cái min nó nằm cái khoảng cách, mình tính cái khoảng cách từ điểm A, từ điểm đầu đến cái min nó có bé hơn bằng khoảng cách AB không, thì cái đấy khi mà mình thay đổi khoảng cách, thay đổi cái divergence, thay đổi cái cách tính distance, thì đôi lúc là cái in-bitwinness nó không còn thỏa mãn nữa. Cái lâm có một lần Nguyên đã nói về cái in-bitwinness rồi, và mình thì nói chung mình có vài bài về cái chuyện này. In-sphere cũng vậy, in-sphere nghĩa là mình lấy cái điểm giữa, sau đó mình vẽ cái đường tròn hoặc là mình vẽ cái hình cầu, thì liệu rằng là tất cả những cái min nó có lọt hết trong cái hình cầu đó không. Đây không chỉ nói về cái Burris curves không đâu, mà hình như là nó sẽ liên quan đến cái đường trắc địa, bởi vì kiểu như mình di chuyển trên cái đường trắc địa thì mình hiểu rằng nó có bị lọt ra khỏi cái vùng kiểm soát của mình hay không. Đó. Thì lúc xưa mình cũng có nghĩ đến một cái bài toán cái kiểu dạng như liên quan đến trắc địa là gì. Nếu như mình nhiễu đó thì những cái tính chất này nó có thay đổi hay không. Thật ra nó ngoài cái việc bản chất hình học ra thì nó có thể tính sắp xỉ. Tức là khi mình nhiễu mà nếu mà cái nó vẫn nằm gọn trong cái hình cầu, hoặc nằm gọn trong cái mà cái khoảng cách của mình nó không quá xa, thì đôi lúc nó lại có một số ý nghĩa về tính toán, nhưng mà tại vì mình không mạnh về tính toán nên mình chịu. Một cái thứ hai đó là dựa trên cái bài báo cuối cùng mình nói, thì cái phi này nó có phải là metric hay không thì không thấy nói gì hết. Nhưng mà tụi này chỉ chứng minh cái divergence thôi, không phải mọi divergence đều là metric. Và bây giờ dựa trên cái, nếu như nó là cái divergence rồi, thì liệu rằng mình có thể xem xét mấy cái Geodesic curves hay không. Thật ra cái câu hỏi này nó có thể không make sense, nó có thể là câu hỏi dở, nhưng mà khi mà mình xem cái bài báo về Hellinger distance của Bhatia, trong bài báo đó cái Hellinger distance nó không phải là một cái metric, thì không phải là metric, cho nên là không biết đó có phải là cái lý do mà họ không tính được các Geodesic curves hay là không. Nhưng mà không nhất thiết cái metric nó là divergence, thì nghĩ như anh có thể tính toán được cái khoảng cách rồi. Divergence là cho anh cái khoảng cách rồi. Cho nên một khi mà anh đã có được cái khoảng cách, có nghĩa là anh có thể hoàn toàn dựa trên cái đó anh định nghĩa một cái gọi là geodesic, một cái length của geodesic curve dựa trên cái divergence đấy. Thì không biết như vậy nó có đặt câu hỏi như thế nó có đúng hay không về mặt hình học. Nhưng mà mình không thấy ai làm hết nếu như nó không phải là metric. Đó. Tức là nếu như mà giả sử như đấy là cái câu hỏi mà nó có ý nghĩa, thì rõ ràng là một lấy bóc hòn rồi một cái divergence nào đấy, một quantum divergence nào đấy, sau đó mình xét hết lại mọi những câu hỏi giống như nãy giờ, ít nhất là làm về geodesic curves, định nghĩa tính toán nó ra như thế nào và tính toán cái độ dài ngắn nhất như thế nào ứng với divergence đấy, thì mình nghĩ đó là một cái bài toán rất là hay và thú vị. Và anh ơi, em tưởng là nếu mà nó không phải metric thì làm sao là, tức là đại khái là anh có hai cái khái niệm về cái geodesic ở trên Riemann data Riemann đúng không? Ừ. Một khái niệm mà lúc anh bảo nó là min ý, tính gì nhỉ? Tức là cái Riemann của anh là
tức là anh tính bằng infimum của infimum của tất cả các cái khoảng cách, các cái đường nối. Đúng rồi, cái gamma t ấy, một còn một khái niệm nữa là nó tính qua cái cho nên em nhớ là một khái niệm nữa là nó tính qua là dần anh có một cái m là một cái differential manifold và cái một cái delta ở đấy nó là một cái affine connection ở trên cái m đấy. Thì em nhớ là có định lý nói rằng là hình như cái duy của anh ấy, cái distance cái nó phải là matrix thì anh mới có hai cái định nghĩa nó mới tương đương đúng không? Cái matrix anh nghĩ hình như là thêm một cái là nó là matrix thì mọi thứ nó đẹp hơn, nhưng mà giống như cái nhìn từ phương diện về divergence ấy. Divergence, mục đích của divergence là nó cho mình một cái độ đo, một cái khoảng cách. Dạ. Thì anh không nhất thiết divergence này nó thỏa mãn cái bất thức tam giác để nó thành một cái matrix, nhưng mà anh hoàn toàn vẫn có thể tính toán được cái khoảng cách dựa trên cái công thức divergence, đúng không? Vâng. Thế là vậy, một khi mà mình đã có thể tính toán được, hiển nhiên nếu có thể nó không matrix thì cái câu chuyện nó trở nên phức tạp hơn, cũng có thể như thế, nhưng mà về cái việc anh hoàn toàn tính toán được cái khoảng cách theo đúng cái kiểu như vậy và cái cách mà tụi nó vẫn làm là như thế, đó là ý nghĩa của divergence thôi, là em làm sao mà em đo, em so sánh được khoảng cách. Không, như là ý như cái đầu tiên anh Quốc Anh nói là anh phải định nghĩa, tức là ý mà là ngay đầu tiên là tức cái định theo hiểu định ý định tức là định cái gốc đầu tiên của cái geodesic là trên cái thông qua cái affine connection. Anh không bởi vì lâu lâu em không xem lại chắc không phải. Tức là cái đường trắc địa trên một cái data Riemann thì tất nhiên nó phải sử dụng cái connection. Vâng. Dịch song song từ cái không gian tiếp xúc từ một điểm này đến một điểm kia. Nếu các điểm chỉ nằm trong một lân cận đủ bé thì cái hàm mũ ấy thì nó mới có tác dụng. Còn nếu cái tận nằm các điểm lân cận nó nằm ở xa nhau thì đã, rõ ràng là các cái đường chuyển đến nó đều được sử dụng qua cái công nghệ ấy mà nó gọi là lý thuyết về là nghiệm của hệ phương trình vi phân, mà ở đây hệ phương trình vi phân được cho bởi các cái vector tiếp xúc, tức là trên các cái không gian tiếp xúc là thực ra là các cái mặt phẳng, người ta tự hình dung là các cái siêu phẳng tiếp xúc với cái đa tạp. Thì rõ ràng là nếu trong nhỏ thì mọi chuyện ở trên cái đa tạp cong ấy đều có thể làm trên phẳng hết và đưa về cái là Euclidean hết, nhưng vì nếu như nó ở xa nhau thì rõ ràng nó phải có cái liên thông để nó dịch chuyển song song, và lúc đó thì nó có cái khái niệm này, đường trắc địa chính là cái đường ngắn nhất. Thì khái niệm lúc nãy là Hòa nói là rất là thú vị ở chỗ đấy, nhưng mình nhớ là tại sao cái hàm em mũ bình thường trên cái đa tập liên quan thông thường ấy thì nó chỉ có tác dụng địa phương thôi, chứ còn nếu mà mở rộng ra thì nó là cả vấn đề, nếu không có liên thông thì nó cả vấn đề. Nhưng ở đây cái trên cái ma trận xác định dương sao nó lại ok đến như thế, thì mình thấy nó giống gần giống như là nó đi lại xuôi đi. Nó đi lại xuôi đi thì mọi chuyện đang là local để trở thành là global hết. Thì cho nên là khá thú vị ở đây. Thế nên cái bài toán mà hôm nay phải nói là hôm nay Hòa báo cáo là mình thấy rất là thú vị đấy. Nhưng tại vì mình mấy ngày nay mình không có cái điều kiện đọc cái bài trước của ông nên không nghe lắm, nên thấy rất là hay, nó cực kỳ hay. Cái tập hợp các ma trận dương nó là cái cone trước rồi anh. À, có lẽ là vậy, thì mình không thạo lắm trên cái cone đấy, cái positive cone đấy nó cái chuyện mình nói chuyện liên thông nó hoàn toàn đơn giản. Ở đây cái khái niệm connection ở trong cái differential geometry thì nó không hoàn toàn là cái chuyện liên thông theo kiểu topo đâu. Là liên thông đây là cái dịch chuyển song song ấy, tức là cái mà đi từ một cái từ cái địa phương của điểm x điểm đây là ma trận A là còn một điểm đi, một ma trận B là một điểm đi, nếu ở xa nhau trên cái đa tạp lớn ấy, thì rõ ràng cái việc đến được nhau, đến từ cái tính chất bên này mà đến được với bên kia nó phải nhờ một cái mà ta gọi là connection, tức là cái affine connection, tức là liên thông affine đấy. Đấy thì cái khái niệm đó là nằm trong lý thuyết hình là trong nhà vi phân và cả một cái lĩnh vực lớn, nó liên quan đến nhiều đến những cái chuyện khác nữa, nhưng mà đấy thì là cái đấy thì tất nhiên là mình cũng lâu lắm mình không động đến cho nên cũng quên nhiều đấy. Nhưng mà ngày xưa thì giảng dạy những cái đấy thì như vậy là tình hình như vậy, cho nên hôm nay cái báo cáo này mình thấy rất là thú vị. Nhưng mà đúng là có lẽ là giống như ông nói, chắc là trên cái côn của cái ma trận xác định dương này ấy, chắc là nó cũng có giống như một dần ở đấy, nó giống như đi, tức là mọi chuyện đang địa phương nó có thể biến thành toàn cục. Nó có, còn đấy nó đúng với địa phương thì nó đúng với toàn cục thì cũng có thể dẫn đến chuyện này.
Thì nói chung cái mà em thấy ví dụ như từ cái hôm bữa trước giờ mình tìm hiểu đó là cái quantum diversion. Thì bây giờ nó quantum diversion là một, nó là cái cách để tính khoảng cách thôi. Tính khoảng cách giữa hai điểm thôi. Bây giờ thay vì nó metric thì tốt, nó không metric thì đâu có gì sai. Nó vẫn, người ta vẫn chơi mà. Nó không metric thì tại sao lại có lý do gì mà nó không biết, mọi người có thể nghĩ là lý do gì mà người ta không tính được các cái đường gate descent curve, hay là bởi vì nó không metric mà nó bị giới hạn một số điểm gì đấy mà không tính được. Thì cái đấy mọi người suy nghĩ thử, nếu mà ai có câu hỏi thì ai có câu trả lời thì giúp mọi người thử, giúp mình thử. Nhưng mà nếu như mà trong trường hợp mà làm được, giả sử như trong trường hợp làm được rất là optimist thì cái hướng đó thật ra nó rất là thú vị. Tức là bởi vì mình có một cái quantum diversion, sau đó mình tính thử đường trắc địa, bởi vì nó sẽ liên quan đến nhiều thứ trong optimization, trong geodesic optimization sau này nữa. Optimization dọc theo các cái đường trắc địa, mình nghĩ những cái đó nó hoàn toàn nó có ứng dụng rất là lớn. Nhưng mà cứ vấn đề chỗ là không phải mọi cái diversion nó là metric, cho nên là mình nghĩ cái câu chuyện mà tìm các cái diversion mới và tìm những cái metric mới như thế nào là nó trở nên là phức tạp, cho nên là mình dừng cái báo cáo mình đây. Giờ còn ai có hỏi gì nữa thì mình sẽ trao đổi tiếp. Cho em hỏi một chút, thế thì trong cái báo cáo này anh giới thiệu rất là nhiều những cái kiểu định nghĩa khoảng cách, thì những cái này nó ứng dụng như thế nào ấy? Thì ví dụ cái remaining distance, nó thật ra nó có hai cái mảng ứng dụng mà khi mà nói khoảng cách, một cái ứng dụng trong machine learning, một cái ứng dụng trong quantum information. Thì trong machine learning thì như mấy anh em báo cáo thì mình hiểu là nó bài toán tính khoảng cách nó áp dụng trong cái bài toán về clustering problem trên mặt trận, hoặc là làm giải như cái bài toán optimization, rồi là những bài toán tính toán khoảng cách trong machine learning. Thì mình đọc, mình thấy trong machine learning riêng cái Bures distance hoặc là Gramov-Bures-Gramov-Wassersten distance nó được ứng dụng rất nhiều, bởi vì mọi cái tính toán trong đấy nó phải dựa vào distance hết. Thì mình hiểu là cái ứng dụng nó là như vậy. Tức là còn về phương diện hình học thì mình đoán rằng là cái bọn làm ứng dụng nó không có quan tâm rất là nhiều. Nhưng mà hôm trước Việt có nói là khi mà mình một số mảng người ta quan tâm đến cái cấu trúc hình học của cái thông tin. Đấy, cái cấu trúc hình học thông tin như vậy, rõ ràng là khi mà có một cái distance mới thì cái cấu trúc hình học đó của cái data set nó như thế nào, nó ra làm sao. Thì đấy là cũng một cái mà hướng mà người ta ứng dụng, người ta quan tâm khi mà người ta introduce những cái diversion mới. Cái kiểu nó như vậy. Hai anh Hòa, em chắc em xin bổ sung thêm một chút, tức là anh Hòa nhớ cái bài trình bày em tuần trước không? Thực ra nó cũng có liên quan đến cái thứ này đấy, cái bài quantum marginal của em ấy. Tức là nó có liên quan đến mấy thứ này anh ạ. Tức là thế này, nếu mà trong ứng dụng trong quantum information ấy, như anh ấy vừa bảo, tức là nó có mấy bài toán ở trong quantum information, nó hỏi là như bài toán hôm nọ của em, nó hỏi là có tồn tại một cái pure state mà nó sao cho là những cái partial trace hoặc là những người ấy nó có spectrum là bằng giá trị lambda, ví dụ là VW hay không. Thì cái câu hỏi đấy nó có thể đưa về một cái câu hỏi là liệu một P đấy nó có nằm trong polytope hay không. Thì để trả lời một cái điểm P nằm trong polytope hay không, nó sẽ tính khoảng cách từ cái tức là nó sẽ đưa về một bài toán optimization. Mà cái bài toán optimization này nó là non-convex, tức là trên thông thường, nhưng mà nó lại là geodesic convexity optimization này nhỉ. Thì bởi vì vậy là bây giờ làm thế nào để nó geodesic convex optimization, tức là nó phải định nghĩa ra một cái matrix mới để sao cho là với ứng với cái matrix đấy. Thì cái hàm đấy nó là cái hàm geodesic convex trên cái đấy, và cái tập nghiệm của nó cũng là geodesic convex. Thì còn nó ứng dụng ở trong machine learning thì em hôm nọ trước em có nghe một ông trình bày là có mấy cái bài toán phân tích biên ma trận của ông ấy,
phân tích bên ma trận là ông ấy hôm đấy không lâu rồi em không nghe rõ, tức là nó cũng có thể đưa về một bài toán optimization, đại khái là các ông đưa về optimization mà cái bài đấy của các ông chứng minh được là không thể, tức là anh không thể biến đổi biến nào, anh làm nào để đưa nó về convex được, nó chắc chắn là non convex, nhưng mà các ông ấy định nghĩa ra một cái metric mới để cái metric mới đấy tạo với Grillman manifold với cái đa tạp đấy thì là nó là geodesic convex optimization, tức là nên thế thì ông ấy được là thì đội đấy dùng một vài cái công cụ ở trong cái geodesic convexity optimization problem đấy, như first order method nó có mấy cái line search được các thứ để nó tìm cái local minimum trên đấy, thì trên đấy nó cũng có cái tính chất là local minimum thì nó cũng chính là global minimum luôn. Thì lúc đầu là mình định gom vào cái geodesic convexity nhưng mà mình thấy nó dài quá. Khi dạ chuẩn bị cái đọc mấy bài báo này tự nhiên thấy cái bài của cái nhóm hai cái thằng gì nó mới viết năm đầu năm nay thấy ngay hay cái bài mà cho một cái min rồi sau đó định nghĩa một cái diversion đó, để cái min đấy là cái kinh nghiệm tối ưu. Mình thấy khá là hay, nó là giống như cái bài toán ngược của cái bài toán mà mình sum of squares problem. Mình nghĩ nó cũng khá cho nên mình đưa nó vào thôi, cái hẹn mọi người cái về cái gọi là geodesic convexity nó ở một cái buổi nói chuyện khác.